Em xin được chào toàn thể mọi người ạ. Nay thì em giới thiệu mọi người về cái hàng kia đây. Để đặt hàng thì xin mọi người liên hệ em qua số điện thoại là 0388 480 747 ạ. Em xin được đi vào chi tiết thôi. Đây, trên số 1 là cần tiếp cái khúc nối. Đây, cần này còn tôn nữa. Dạ vâng. Đây khúc nối. Khúc nối nó dài 15 phân. Cần tiếp nó dài 25 phân. Này, hai này là đầu 1 phần 2 hết. Đầu 1 phần 2. Số 1 này là giá là 180 ạ. Số 2 này cần tiếp của Bitunoi. Bitunoi. Rồi giết ạ. Rồi, cái này cũng đầu 1 phần 2 luôn. Chiều dài nó là 25 phân ạ. 25 phân. Cái này số 2 giá là 170 ạ. Số 2 giá 170. Số 3. Cái cần này của Mitunoi. Giết ra vào. Đầu nát néo á. À. Đây bị gì xét trước. Rồi, chiều dài đây nó là 30 phân. Đây đó. 30. Cái này số 3 giá 160 ạ. Số 4. Cùng loại với cái số 3 kìa. Đây, như tôi nói. Đây, cái này là giá là 180 ạ. Chiều dài là 30 ạ. Số 4 giá 180. Cái này đầu là 1 phần 2 hết ạ. Đầu 1 phần 2. Số 5. Số 5 cái cần này chữ là. Của Asahi, dạ vâng. Cần số 5 thì giá là 200. Đây, chiều dài đây là 27 phân. 27.5. Cái đầu ngắn đây nó là 16.5. Cây này thì có một đầu tiếp ạ.
Rồi, cái này đầu 1 phần 2. Giá số 5 là giá 200. Số 6, cái kim cạc. Đây là gồ này, sao? Cái này thì miệng nó hở. Lưỡi của nó là lưỡi thép hầu kim. Đó. Đây là hàng hai bên thép hầu kim. Hết cỡ vào nó hở tầm này. Cái này chiều dài nó là 18 năm. 18 năm. Thì có cái quai mà nó bị đứt mất rồi. Chiều rộng lưỡi nó 1 phân. Rồi cái cây số 6 này giá là 120. 6. Số 7 cây kiểm bảo quả của San Kỳ. Này về mấy cây nữa. Thì San Kỳ 250. Đây, chỗ này bị đứt tách miếng đến đây thôi, chỗ này này bị xước xước rồi, chưa chưa đứt hẳn. À, nếu mà hết ở đây nó được 30 năm. À, cái số 7 này giá 150 ạ. 750. Cái số 8. Để nó từ. Cái này miệng rất là nặng ạ. Em biết tin ra bằng chiều dài đây là 23 phần. Một phần răng. Cái okay, này số 8 giá là 170 ạ. Số 8. Số 9. 9 và SK11. 250. Thì nó dạng rãnh ạ. Rồi, cái này chiều dài 250, 20 năm. Đây, số 9 giá là 170 nữa. Rất là mới đẹp. Cái số 10, San Kỳ 300 mini. Mười
Cái này là giá 201 đây. 300. Là 301. Cái số 10 này giá 201 ạ. Số 11. Một là cây mỏ nết rang nhỏ. Đây, nhỏ 200 mini. 200 mini còn hít này, hít ra bằng. Phần thẳng ạ. Là 200 này nó mở tới đa 30 30 ni nha. Là cái số 11 là giá 150. Số 12. Cái này cũng 200 mini của nó từ. Đây, nó từ 200 mini. Đây giá vào. Rồi, cái này số 12 giá 150 luôn. Số 13, cái này của MCC 250 mini. MCC 250. À, miệng mở tôi ra gần 4 mini. Cái số 13 giá 200. Cái rìu này nó nặng 1 kg 45, còn thiếu 50 gram nữa là được 1 kg rưỡi được. Đây đầu búa. Chiều dài đây nó là 22 phân. 22. Lưỡi đây nó 7 là 75. 7 phân rưỡi. Đây có chữ khác. Được, cái này số 14 giá là 330. 14. Số 15 là cái bấm cốt. Không mặc vào ạ. Mặc vào rồi gì đây.
thì bấm nút cốt 1.25, 2 chấm, 5.5 và 8 chấm. Cái dài cái này là 26 phân ạ. 20. Chức năng còn đầy đủ này. Vào bóp cỡ à, cái súng B5 giá 220 năm. Súng B6 của Marvel nữa. Cái này thì nó mạ sáng luôn. Rồi, các chức năng hoạt động tốt. Rồi, cái này cũng dài 26 rồi. Giá cái này súng 16 giá 240. Này cũng đơn có từ 1.25, 2 chấm, 5.5 và 8 chấm. Cái này của Isumi đấy. Isumi. À, cái này nữa nè, cái này dài 29 phân. 29. Này thì nó đây 1.6 nhân với 2. Đó. Thì nó ghi bằng chữ. Đây chung chung lớn này. Đây, cái này so với cái đây thì cái 8 chấm nó nằm chỗ đây. Nó nằm này, chung. Đó, 8 chấm thì nó nằm tầm đây. Còn đây lớn hơn số nữa. À, cái này số 17 giá 250. Số 18. Bố đinh đầu trâu, cán gỗ, đây còn tem nữa. Cái này còn rất là mới luôn. Cái này cả cán nó nặng 460 gram, chiều dài cán nó 32 năm, cả đầu búa nó 11. Rồi, còn rất là đẹp. Cây số 18 nó giá 180. Cây số 19, 19 cây này cán sợi thủy tinh, cán vẫn còn nguyên xị. Loại sợi tinh này hay bị mòn ở các cỏ, ở cái cỏ này.
Cái này là Quảng Nguyên. Đây, mũi cho còn nhọn nữa. Rồi, và chỗ này hơi bé hạn tí. Rồi, cái này nó nặng là 650 g, 19. Đây, đó kêu. Để mít in ra vàng. Rồi, dài 38 phân rưỡi. Chiều cao của đây nó là 14 phân. Số 19 giá 230. Số 20, cây này cán sắt. Đây, cây này logo nó đây. Thì chết mắt. Rồi, đây, còn rất là đẹp đây, cũng mũi còn nguyên. Rồi, cái này cả cán nặng 680 g. Chiều dài cả dây là 37 năm. Chiều cao của búa là 14 ạ. 4 phân. Rồi, cái số 20 giá 240. Số 21. Của đầu trâu nữa. Đâu hiểu. Rồi, mấy tên giá bà. Cái này cả cán nặng 620 g, chiều dài 35 năm, chiều cao đây nó là 13 năm, 13 năm. Nào, cái này số 21 giá 250, rất là đẹp. Số 22, cái bubi của OH này có chữ da vàng hơi mở. Số 1 là cả cá nó nặng 550 g ạ. Đây chiều dài nó là 31 năm. Rồi, cái này số 22 giá 150 năm năm. Số 23 cái bố bi của Maruki ạ. Số 2, 2 LBS 2 LBS nó 900 gram 900. Rồi, cái này cả cán này nó nặng 1 ký, hơn 1 ký. Ký 50 gram. Rồi, cái này số 23 giá là 240. Qua số 24 là cây Maruki, cây này 1 ký rưỡi. Giá nó là 320, số 24. Rồi, rất là đẹp luôn. Maruki hơi bị bài mất. Cái đây là nó nặng cả cá, nó 1,5 ký, giá này 320. Cá này còn rất dài nữa, cá nó nặng dài 45 phân nữa. Rồi, 1,5 ký.
Và em xin được kết thúc ở đây. Xin cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi ạ.